Chào các bạn, chúng ta thi vòng số 5 Philippics khối lớp 6, nick thứ 3. Những câu ở nick trước làm rồi thì ta lướt qua nghe. Rồi, cái này ở nick trước làm rồi các em nhé, hình như là 2739 thì phải. Cái này thì dễ quá ha, 230. Cái này như vậy là a mà chia cho tích của ba với a thì ta chia cho a trước đi, thì nó ra 1111 6 số 1, sau đó ta đem ta chia cho ba một lần nữa là ra 37037. Có bao nhiêu số chia cho ba có một chữ số? 0369 4. Số lớn nhất 4 chữ số chia cho 5 9995. Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 nhỏ hơn 49. Số phần tử tập hợp các số tự nhiên chia cho 3 nhỏ hơn 49 lấy 48 trừ 0 chia 3 cộng 1 bằng 17. 17 phần tử. Cái này ở nick trước ta làm rồi các em nhé. Trở lại nick trước coi. Có thể lập bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Chữ số hàng chục ta chọn 4 cách. Nếu hàng đơn vị ta cũng 4 cách. 4416. Nít trước có rồi. Có bao nhiêu số hai chữ số khác nhau? Cái này nít trước làm rồi em nhé. Cái nhân nhanh. Hình như là 4 x 4 x 3 x 2 thì phải. 96 hay sao? 2, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 5. 4, 4 x 4 x 3 x 2 đúng rồi, 96. Trở lại nít trước coi em nhé. Thầy hướng dẫn rất kỹ. Chỉ mong gặp câu khó để làm lại này. Số này là chia hết cho 3. 6 số 1 rồi. 3 mũ 3 27 cũng chia cho 3 nhỉ. Tổng hai số chia cho 3 là chia dư 0. N sẽ bằng 9. Nít trước giải rồi. 9981 chừ 180 chia hết cho 2 và 5 ha. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia cho 9? Số lớn có 3 chữ số chia cho 9 là 999. Số thấp nhất là 100108. Số 3 chữ số thấp nhất chia cho 9 là 108. Rồi lấy 99 trừ 108. Rồi chia 9 cộng 1 là bằng 100 số. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia cho 9? 999 trừ 108 chia khoảng cách là chia 9 cộng 1 100 các em. Ghép lại chia hết cho 5 thì đuôi phải là 5. Đuôi là 5 thì hai số kia là cộng lại phải bằng 4 thôi. 315 hoặc là 135 hết hai số.
Bài thi số 3 sắp tăng dần. Này, cái này dễ kìa. Này các em tự làm cũng được ha. Hai mũ 5 chia 16 là được 2. 5 mũ 2 là 25. 9 là 18. 18 chia 12 là ra 6. Bên này là 25 nhân 27 chia 75. 9 được 3. Hai mũ 5 trừ 5 mũ 2 là 7 chia 7 là được 1. 15 mà trừ 8 thì được 7. Chà. 3 mũ 2 là 9, 9 cộng 8 17. 100. 37. Rồi, số nhỏ nhất là 1. 1 này. Rồi tới 2 nè. Rồi tới 3 nè. Tới 6 nè. Tới 7 nè. 9 nè. Tới 17 nè. 25, 37 nè. 100. Thôi, không làm nữa, mệt quá rồi. Chắc là hết câu khó rồi. Các em à, hẹn gặp lại ở vòng số 6 đi. Không giải nữa, mệt.